Bộ Y tế cho biết, thế giới coi vaccine là một trong những thành tựu quan trọng nhất của thế kỷ 20, bởi nó đã cứu hàng triệu triệu trẻ em khỏi các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trào lưu anti-vaccine đang lan rộng trên mạng xã hội, tạo nên những tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong dư luận và có thể đe dọa tính mạng của gia đình, của cả cộng đồng. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, vaccine đã được chứng minh ý nghĩa của nó khi bảo vệ trẻ em khỏi nhiều bệnh truyền nhiễm, nguy hiểm Tuy nhiên, giống như thuốc, không một loại vaccine nào dù tốt đến đâu có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối như mong muốn. Bởi vì tiêm vaccine tức là đưa một kháng nguyên lạ vào trong cơ thể. Chính vì vậy, trong thực tế, nhiều trường hợp tiêm cùng một lô vaccine, thậm chí tiêm cùng một lọ vaccine lại có trẻ có phản ứng rất nghiêm trọng, trong khi tất cả các trẻ khác hoàn toàn bình thường. Và đó là do phản ứng cá thể cơ địa của từng người với vaccine, chứ không phải là do chất lượng vaccine. Tuy nhiên, ngày nay mạng xã hội phổ biến là môi trường thuận lợi để tạo nên những tin đồn thất thiệt những trào lưu phản cảm, những xuyên tạc gây hoang mang cho dư luận, gây thiệt hại nặng nề cho cá nhân tổ chức hoặc an ninh cộng đồng. Trào lưu anti-vaccine cũng cần được cảnh báo, bởi rất có thể đe dọa tính mạng của gia đình và cả cộng đồng.